Kính chào các đồng chí, chào quý vị đang theo dõi chương trình vì chủ quyền an ninh biển đảo. Như thường lệ, tiểu mục thông tin biển đảo sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và quý vị, chiều ngày 9 tháng 8 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân 2017-2018. Tham dự hội nghị có Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Để triển khai mô hình mang tính thiết thực, hiệu quả so với đặc điểm từng địa bàn xã, huyện đảo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chọn thực hiện điểm tại huyện đảo Phú Quý để rút kinh nghiệm, tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình tại các địa bàn xã đảo Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua 2 năm triển khai mô hình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho hơn 15.000 lượt người, phát hơn 27.500 tờ rơi tuyên truyền, gần 600 sổ tay pháp luật cho tàu cá ngư dân, tiếp nhận xử lý hơn 270 thông tin tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, sử dụng nhiều lượt tàu xuồng để cứu nạn được 142 ngư dân, thuyền viên. Đơn vị cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn bồi dưỡng công tác bảo đảm an toàn, phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước cho 740 lượt ngư dân, 3.000 lượt các cháu học sinh. Tổ chức tiếp nhận và đưa trên 1.000 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ trở về quê hương an toàn. Cử hơn 1.257 lượt cán bộ chiến sĩ sử dụng hàng ngàn ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để giúp dân làm mới, tu sửa 4,6 km đường giao thông, 5,5 km kênh mương thủy lợi nội đồng. Vệ sinh môi trường, thu gom được hơn 20 tấn rác thải, trồng được 1.000 cây xanh. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trao tặng 1.235 suất quà, 250 suất học bổng, tặng 80 xe đạp, 150 bình chữa cháy, 1.000 lá cờ tổ quốc, 1.000 áo phao cá nhân, 250 tủ thuốc, túi thuốc, 40 thùng đựng nước loại 500ml cho người dân, gia đình chính sách, người nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1.250 người dân, với tổng số tiền trị giá hơn 3.150.000.000 đồng. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đây là mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển, có tính thiết thực cao và phát huy tốt tác dụng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trong cái thời gian vừa qua là như vậy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 các đồng chí làm ở 4 cái điểm xã huyện đảo thì cũng đã có kết quả tương đối tốt trong bước đầu. Thế và trong thời gian tới thì tôi đề nghị này, nhà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 các đồng chí tiếp tục như vậy là qua cái hội nghị hôm nay để rút những cái ra những cái cần như vậy là tiếp tục phát huy, nhưng đồng thời cần như vậy là phải tiếp tục tìm ra những cái nội dung, hình thức và biện pháp để chúng ta làm có hiệu quả hơn. Đặc biệt là như vậy là làm sao mà như vậy là những cái nội dung tuyên truyền, kể cả về tuyên truyền biển đảo, cả về pháp luật là phải cụ thể. Cái thứ hai là như vậy là giúp nhân dân làm sao mà như vậy là có hiệu quả, gắn làm sao xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, rồi các tổ chức quần chúng là ngày càng phải là vững mạnh hơn, để như vậy là an ninh quốc phòng ở những cái xã huyện đảo nó phải tốt hơn, vững chắc hơn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao khen thưởng cho một tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình,